giải đáp câu hỏi tuần trước, ký hiệu AA trên 3 phân đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là chất chống thất thoát đạm N và thất thoát lân B2O5. Xin chúc mừng khán giả Bùi Thị Thanh, tỉnh Long An đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: để bổ sung dinh dưỡng cho cây hồ tiêu trong giai đoạn ra hoa đạt hiệu quả cao, loại phân bón đầu trâu nào sau đây dùng để bón phù hợp nhất? A. Đầu trâu chắc hạt 16-6-19 TE. B. Đầu trâu mùa mưa 16-8-16 TE. C. Đầu trâu tăng trưởng 19-12-6 TE. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084 3968 777.